Rồi á, mình đâu có nghĩ tới chuyện là mình phải làm chị em mình mới bền được. Có nghĩa là thích thì mình phải tiến thì, tới thì chứ. đúng rồi, nhưng mà kiểu như là cái cảm xúc nó không có ở đó, kiểu như cái cảm xúc để yêu không có. Coi như là hai bạn này gặp nhau, thích nhau rồi hẹn gặp nhau, nhưng mà khi hẹn gặp nhau rồi thì lại cái cảm xúc nó không có nhiều. Em nghĩ là cảm xúc nó khác, nghĩa là không phải là tụi em không đủ để yêu nhau. Luân á thì nó biết tiếng Việt, còn em á thì nói chung là cũng hướng về bên Tây, nói tiếng Anh rất là nhiều, cho nên là nó làm bạn tốt hơn là làm người yêu. Ví dụ như nó có 20 người yêu đi thì nó cũng sẽ bước qua đời nhau mà không bao giờ gặp nhau đúng nữa rồi. Đúng không? Cho nên là em nghĩ là lúc đó thì em xác định luôn làm bạn nha luôn. Tao mày nhưng làm mà, bạn nhưng mà lúc đầu là hai người gặp nhau có cái gì chưa, có cái gì rồi mới làm bạn. Thì đang thích nhau mà chỉ là gọi là hửi mũi nhau chưa à, đúng. Em cũng có hửi mũi nhau rồi đúng rồi mà... sao mới bước qua đời nhau đúng không? Xương xương sao mày ói sao mày kiểu như là chị đỡ tóc em ói sao mà em đỡ tóc chị lại kiểu đấy à, coi như là xương xương nhưng mà cảm thấy là không có hợp rồi mình bước qua đời nhau. Em nghĩ là cái giới gay mình hơi vậy mà, cái giới gay mình thường là gặp nhau cũng lúc nào cũng kiểu tỏ tình nhau chút xíu xong mà làm bạn sau. Khi mà em chơi với Luân một thời gian đó, ở Luân có cái điều gì mà em bảo là mình chỉ có thể là bạn thôi, có nghĩa là dừng lại ở bạn thân thôi? Thì nói chung là cũng có rất là nhiều lý do, và em cũng biết là Luân như chưa sẵn sàng để có một cái mối quan hệ nữa, tại vì lúc đó thì Luân có bạn chồng ở bên Mỹ. Đúng rồi, tại vì khi mà gặp Luân là Luân cũng mời em qua Mỹ và em ở chung với lại hai bạn, thì hai bạn quýnh lộn với nhau và coi như là cãi vã suốt ngày, thì em cũng biết kiến luôn. Em qua Mỹ rồi nữa hả? Dạ, lúc đó thì em đi Hawaii luôn, là lúc đó là Luân mời em qua bên đó chơi, nói ơi lễ mình qua Hawaii chơi đi. Thì lúc đó em có cái visa, tại em cũng đi Mỹ nhiều, thì cho nên là em có cái visa sẵn luôn, cái em book vé máy bay đi luôn. Cái vé máy bay của em book lộn tên nữa, là em không được lên máy bay. Ngày em lên sân bay em bị ở lại sân bay và sân bay không cho em đi, tại vì sao book lộn tên vậy? Tại vì tên của em thiếu cái middle name, là cái tên lót, tên lót người ta không cho em lên. Xong rồi Luân mới gọi, mới chửi em, nói thôi tao không đi nữa đâu mày, ở bển đi. Cái nó nói thôi bây giờ mày khùng hả, tao nghĩ làm tao bút vé. Lúc đó em cảm nhận luôn là một người bạn thực sự. Tại vì nếu mà nó nói ồ vậy thôi mày ở nhà luôn đi, thì nó mình sẽ nghĩ là ồ vậy là bạn này không phải là bạn thật, nó chỉ mời mình qua bển, nó không có quý mình. Nhưng mà lúc đó Luân nghĩ làm và Luân bút vé lại cho em, và ngay tại sân bay là em có vé máy bay mới để em bay qua bên Mỹ luôn. Cho nên là em cảm nhận là Luân là một người rất là thực sự là quý em. Lúc mà em bay qua bên đó thì em ở chung với là hai bạn, mà em cảm thấy là Luân đang ở trong một cái mối quan hệ mà nó không được là bền vững và nó rất là độc hại á. Hai bạn là người tốt, tại vì bạn kia thì em cũng thân và bạn Luân thì em cũng thân, nhưng mà ở chung với nhau thì không tốt, không làm cho nhau tốt hơn mỗi ngày á chị. Ra thì em với Luân cũng không khác gì, nếu mà nói về một cặp thì cãi nhau suốt ngày, không à. Chửi qua chửi lại, lúc thì thương nhau khóc luôn, cãi xong uống rượu bia vô xong rồi coi như là chửi qua chửi lại xong hồi lát khóc, nó nói là lúc mà tao qua đây tao không có ai hết, mày vậy mày đối xử với tao như vậy, thì lúc đó em cũng nhìn lại bản thân mình và nó cũng nhìn lại bản thân mình. Được một cái á, là hai đứa em rất là biết gọi là lắng nghe nhau. Ví dụ như chồng của nó và nó uống lộn là hai thằng coi như nói không, nhưng mà đối với em với nó thì em cũng biết văn hóa phương Tây á, nó rất là open, nó rất là cởi mở, và nếu mà cảm xúc của bạn như thế nào thì bạn không được giấu, cho nên á là tụi em thường sẽ nói ờ tao thấy mày như vậy là không được, mà lúc đó toàn là nói tiếng Anh. Wow. Trước tiên cho em chào chị Cánh Chi với anh Minh Tuân. Dạ. Yeah. Em tên là Luân Vũ và em đến từ Mỹ. Tên thật của em là Joshua, nhưng mà Việt Nam hay chọc là Cho Sủa. Và em tuổi tức nữa, thành ra là em thích người ta gọi em là Luân. Luân. Luân ở Việt Nam bao nhiêu năm rồi em? Bao lâu rồi? Em đi đi về về cũng 8 năm rồi. Và em đi đi về về giữa Mỹ với Việt Nam. Vâng. Ban đầu em về là em bé 3 tháng, xong rồi em đi đi về về từ Mỹ ở đây luôn. Kiểu mấy tháng ở đây xong rồi tháng bên Mỹ. Vì sao em chọn Việt Nam là một cái nơi để em ở lại? Tại vì bên Mỹ thì cái khu nhà em là Việt Nam nhiều á. Từ bé là em đã giao lưu Việt Nam nhiều, là em đã biết là cái nơi này là em thích và em cũng thích dân ở đây. Lúc đấy thì em mới ra trường cấp 3, thì em muốn trải nghiệm cuộc sống, em chọn Việt Nam để em về em du lịch. Đáng lẽ ra là ban đầu mở là 3 tháng thôi, xong rồi em mở em thích quá, xong rồi em ở lại 2 năm. Rồi em làm công việc gì ở đây ha? Em đang làm người mẫu ảnh tự do, với lại em làm giáo viên tiếng Anh. Vì sao em chọn cái tên Việt Nam đó? Tức là em có mẹ nuôi người Việt ở bên Mỹ. Hồi em nhỏ thì em hay sang nhà bạn chơi. Mẹ của bạn em thì khá là thân với em ấy, thì cũng dạy em chữ cái trong tiếng Việt. Mẹ thích ca sĩ Vũ Luân và em cũng hay kiểu em hay coi cải lương ấy. Mẹ đặt tên cho em. Thật sự là cái tên Luân thì em cũng xài trong tiếng Anh luôn á. Tên tiếng Anh của em thì em ít xài lắm, kiểu như là bạn bè gọi em Luân hết luôn á. Chị xin ngắm bạn họ, em bảo rồi mà. Không đâu các nào. Chị ngắm chị không hỏi cái gì luôn đâu. Tại vì chị thấy mỗi lần mà có trai đẹp là em hẹo nhau hỏi nhiều á. Em thấy có trai đẹp là chị ngắm không chị không hỏi để em phải hỏi đó. Thì chị là thường là có trai đẹp, ai mà đẹp á là lúc đầu là cưng nói là chị bỏ cưng, nhưng thực chất ra là vô câu chuyện là cưng bỏ chị. Rồi thế cho anh hỏi về cái tuổi thơ của em ở bên Mỹ đi. Em phát hiện về giới tính thật của mình là
Từ khi nào? Thật ra là cái lần đầu tiên mà em cảm giác như là em có tình cảm với con trai là lúc em tầm 5-6 tuổi á. Hồi đó 5-6 tuổi mà có rồi hả? Nhanh nha Cương. Ban đầu em không quen biết là gay. Em không quen biết ai là gay. Trong gia đình em thì không có ai gay. Xong rồi trong cộng đồng cũng chả có ai đâu. Mẹ để mấy cái tạp chí nhà mà có trai mà có thân ấy thì em nhìn cũng thích, nhưng mà em chỉ thấy là ủa sao thằng này nó ngầu thế, thích nhìn. Xong rồi em cũng hiểu là có phải là em thích hay không nữa. Còn bạn bè thì em chỉ chơi con gái thôi. Em đi chơi với con gái thì em cảm thấy thoải mái. Còn đi chơi với con trai mắc cỡ. Trời, em cũng hiểu tại sao. Từ 5 tuổi là mắc cỡ rồi hả? Mắc cỡ lắm. Mẹ bảo em là hồi em bé lúc 2-3 tuổi á, lên em gặp con trai em khóc. Ông ngoại ôm em khóc, bố em ôm em khóc. Đàn bà thì em bình thường. Nhưng mà lúc còn bé em thích nhìn trai đẹp hay là sao? Thì kiểu mắc cỡ không dám nhìn. Không dám nhìn xuống. Mới gặp trai nhìn này, nhìn xuống không dám nhìn thẳng luôn. Mới 5 tuổi mà đã biết mắc cỡ với biết ngựa rồi hả? Mắc cỡ nhưng mà không biết tại sao. Em cũng có bạn gái rất là nhiều. Một lần là em quen là 3-4 người. Xong rồi nó phát hiện ra, xong rồi nó sẽ ghét em, đánh em. Sao ghét em? Tại vì em quen 3-4 đứa. Quen 3-4 người một lúc mà chị. Ba bốn đứa bạn gái một lúc. Là bắt cá ba tay đấy. Ba cá ba tay, 4 tay, 5 tay, 6 tay vậy đấy. Nhưng mà lúc đó là em chơi với bạn gái là với tư cách là chơi bạn bè mà, chứ đâu phải yêu đâu. Thì lúc nhỏ xíu mà 3-4 tuổi biết gì đâu, 5-6 tuổi biết gì đâu, nắm tay thôi, bạn gái thôi. Mà con gái này đánh xong rồi nó đá em, đá luôn. Rồi, em nằm gì đó em khóc. Em nằm gì đó em khóc. Lúc mà em tầm 15 tuổi á thì em có một đứa bạn gái, em chỉ mới nắm tay thôi. Có mấy bạn trong trường thì đã hôn bạn gái hết rồi. Kiểu là đứa nào cũng treo em vào là thằng này nó bánh bèo sao không bạn gái mà cứ nắm tay hoài á. Kiểu tự ti. Nhỏ này nó thấy vậy xong rồi nó chê em, nó bỏ em luôn. Xong rồi em tự ti hơn nữa, em quyết định là em phải hôn bạn gái, em phải hôn bạn gái. Xong rồi em quen một nhỏ khác, mà nhỏ này thì rất là nổi tiếng trong trường là quen rất là nhiều trai, hôn rất là nhiều trai. Thế nên nghĩ ôi nhà này là dễ dãi quá, thôi quen luôn đi. Mới cái ngày đầu tiên nắm tay rồi, ngày thứ hai hôn cái, xong rồi bỏ luôn. Sao vậy? Thì ghê quá. Nó hôn mình thấy ghê quá luôn á, xong rồi bỏ luôn. Đó là em đang xác định danh tính em chưa? Lúc đó thì chị là đang em biết mà em ráng em gồng, tại vì gia đình em đâu có cho phép đâu. Đang công mà muốn bẻ thành thẳng đúng không? Ráng gồng mà gồng không được. Gồng là bung nẹp đó cưng. Bung nẹp rồi, đó. Ráng gồng dữ lắm luôn á. Xong rồi kiểu là tại vì á, với bạn suy nghĩ là giống như bên Mỹ rất là khơi mở đúng không? Nhưng mà ở đó cũng sẽ có những cái người mà kiểu kỳ thị mình. Gia đình em thì cũng theo đạo á. Hồi nhỏ thì gia đình cũng nói em là ráng lấy vợ đi, ráng lấy bạn gái đi. Mặc dù hồi nhỏ em hơi eo lạ tí xíu. Thì em cũng bị nói, xong rồi em bố em với giường em hay nói em là cái hành động này hay giống gay. Cũng nói em những cái từ không hay thì em như là em hơi khó chịu với gay á. Em cảm thấy giống như ồ mình không nên gay. Mấy bạn trong trường mà gay á, lúc mà em 14-15 tuổi á, kiểu em tự ti bản thân em á, thì em còn không chơi chung luôn. Em bảo mấy bạn kia thấy ghê quá, em bị đi thấy ghê quá, em nhưng còn chơi luôn. Nhưng mà cho chị hỏi như thế nào, người nước ngoài chị nghĩ là gay thoải mái hơn Việt Nam mình mà. Không thoải mái, hồi đó không có thoải mái. Tại vì vậy hả? Cái thời đấy là chưa cho phép hôn nhân đồng tính mà. Cách đây khoảng bao nhiêu năm mà cưng? Trước đây 11-12 năm. 12 năm lúc đó ở bên đó cũng rất là... Đúng rồi. Không có thoải mái hả? Đúng rồi. Thật ra thì... Chị là nghĩ là bên... Thật ra bây giờ bên đấy cũng kỳ thị nhiều mà chị, ở đâu cũng có người này người kia thôi. Thật ra thì bạn trai đầu tiên em quen thì hai đứa đang xuống phố chơi mà nắm tay với nhau á. Xong mà cái máy thằng đi xe hơi đi ngang qua nó lấy cục đá nó phanh vào mặt em luôn. Nó bảo là thằng BD, đồ bẩn, đồ dơ, đồ thiểu. Nhưng mà thật ra thì bây giờ nó khơi mở hơn, nó ok hơn. Bây giờ kiểu như là nếu mà người ta bây giờ có không thích thì không nói thôi. Lúc em quen bạn trai đầu tiên của em là lúc đấy em bao nhiêu tuổi hả? Em 16. 16 tuổi. Nó tỏ tình em xong rồi nó cứ tỏ tình em hoài. Nó là học cùng trường hả? Học cùng trường luôn, bạn nó người ý là mình đi ca chung. Lúc đấy thì em thi hát, bạn ấy cũng thi hát luôn. Thì hai em đi thi hát buổi tối, đi xe đưa đón. Bạn ấy trong xe thì nắm tay em. Và lúc đấy thì em biết là em là gay nhưng mà em không nói ra. Nắm tay em xong rồi em cũng thích. Xong rồi có một hôm nữa thì cũng đi hát luôn. Thì bạn ấy hôn em trong xe luôn thì em cũng chịu luôn. Sau đó thì mỗi lần là kiểu như tầm 12 giờ trưa là bạn ấy sẽ đi toilet, em đi toilet luôn. Xong rồi hôn em, hôn trong toilet. Okay. Trong toilet là hôn mặt hả? Hôn mặt, hôn lưỡi. Hôn lưỡi à. Thử thôi chứ không thử sẽ biết là thích hay không. Nhưng mà hẹn nhau vô toilet để hôn hay sao? Hay là vô tình đi toilet mà gặp nhau? Kiểu như là tự biết là mỗi ngày 12 giờ trưa lúc mà ăn cơm thì sẽ vào đấy thì gặp nhau, xong mà đi ra mà đi ăn cơm. Hai người vào chung một lượt hay là một người vào trước rồi thấy người kia không vào đứng chờ? Cái phòng này là ở ngoài có một cái gì, nó có một cái chỗ hàng lang mà kiểu tối á. Thì em hoặc là bạn ấy sẽ đứng trong đó, xong một đứa sẽ đi vào, xong một đứa kia đi theo. Có bao giờ hôn nhau xong bị người khác nhìn thấy không em? Có, bị hai ba lần á. Cái ông lau chùi toilet, không phải hiện ra. Xong rồi ông nhưng mà sao hai người không vô trong một phòng đóng cửa cho một đi tiểu đi, không có ai thấy đâu. Trời ơi, cái vấn đề là khi mà chị đóng cửa mà chị mở ra nó mới ghê. Từng người đi ra. Em sợ người ta hiểu nhầm là tụi em làm chuyện ấy. À. Mới hiểu hôn thôi cơ mà. Làm ra là hôn ngay chỗ mà rửa mặt đâu có nước đâu phải không? Đúng rồi. Làm ra là cái chú lau chùi toilet chú thấy hả? Ông thấy. Rồi ông có nói gì không? Ông mét cô giáo. Xong rồi cô giáo bảo là hai con trai đi vào toilet làm gì? Sao chú Kim giờ không đâu không mét?
Làm gì có Chu tiền Kim. Mà đưa. Hồi sợ lắm. Lúc đi học mà chị ơi làm gì có đi nhiều tiền. Đi học mới có 16 tuổi rồi, em có biết gì đâu chị ơi. Chu xuống người. Nếu mà là chị như cái này chị Chu Kim. Mẹ biết Chu Kim là gì không? Gì đưa thêm cái gì ai biết. Cho Chu tiền. Kim. Không biết đâu. Là cho tiền á. Cho tiền đó, hối lộ còn gì. Đưa tiền chút. Tại sao Chu Kim. Lúc đấy đi học làm gì có nhiều tiền mà đưa chị Chu ơi. Chu xuống 10, 10 đô 5 đô cũng được nhỉ cưng. 10 đô 5 đô cũng 5 đô nhiều đâu có nhiều mà, tiền chị. Nào 5 đô. Trời hồi sớm có tiền đó chị ơi. 50 sen cũng không có nữa mà đưa gì. Xu nhờ. Ồ, chị làm như ai cũng giàu với chị à. Cũng giàu với chị à. Bạn ấy em có nói về việc em đi hát đó, em có thể hát tặng mọi người một cái đoạn gì em thích không? Không, hát chơi thôi. Ok, thế em hát chơi thử cả. Hát đoạn đi. Ờ, ok, để xem nè. Hai, ba. Ôi tôi xanh mộng mơ, biếng biếng tháng năm mong chờ. Hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi than hôn. Quay về câu chuyện come out của Luân đi. Okay. Thì em có khó khăn khi mà giải bày với bố mẹ của em về chuyện đó không? Ban đầu thì hơi khó khăn vì là bố mẹ em ly hôn, em có dượng. Mà dượng em thì hơi kỳ thị em một tí. Con nhỏ thì hay nói em là thằng BD. Xong rồi trong tiếng Anh thì sẽ dùng những cái từ mà nó không hay như là faggot. Con nhỏ mà em mới có 4-5 tuổi đâu có biết cái đó là gì đâu. Mà tự nhiên ông suốt ngày cứ treo em. Nó làm cho em cảm thấy như là gay là sai. Thì lúc mà đầu em quen cái bạn gái đó mà em hôn mà em cảm thấy không thích ấy, thì em về em khóc. Xong mẹ bảo là tại sao con khóc vậy? Hôm nay con bỏ bạn gái con thì con cảm thấy buồn. Thì mẹ nó cứ ráng đi. Nhưng mà trong lòng em rất là muốn nói ra là em là gay. Nhưng mà em không dám nói mẹ đâu. Sau đó em quên cái bạn người Việt. Tụi em cũng có chia tay cái anh đấy. Thì lúc mà chia tay đấy thì em kiểu em trong đó em không ổn tinh thần ấy. Thì em đang làm xem phim với ông bà em. Mà em thì rất là thân với bà ngoại em. Xem phim lãng mạn ấy. Em buồn em khóc quá trời khóc luôn. Mà khóc như mưa. Và bảo là tụi tại sao con khóc dữ vậy. Thì em mới bảo là con đang buồn chuyện tình của con. Ông ngoại bảo là con eo lạc quá giống BD quá. Còn mới nói là cái câu mà so what if I'm gay. Nếu như mà con gay thì sao. Ông ngoại mới bảo là ông ngoại bắt đầu bảo là hey, lại đây nói chuyện với tôi. Nhưng mà em thì chịu không nổi luôn, em chạy ra ngoài. Em chạy lên giường luôn. Mà ngoài đằng sau em là có giường. Bà ngoài em chạy theo luôn. Con đã dừng lại nói chuyện đi. Lúc đấy thì em kiểu em bao nhiêu cảm xúc em không kiềm chế được. Em nằm khóc quá trời mà bà lại vỗ em, bà là, bà biết con là như vậy từ bé rồi. Mà bà không nói thôi. Con nghĩ sao mà bà không thương con. Lúc đó kiểu em có cái cảm xúc như là em được gia đình chấp nhận đầu tiên. Thì em rất là vui. Sau này em vào nhà ông ngoại xin lỗi em. Có thể là ông ngoại dùng những cái từ hơi nặng với con. Thật ra là ông ngoại rất là thương con. Và con luôn luôn là cháu không ngoại hết. Thì lúc đấy thì em kiểu em cảm thấy rất là vui. Bà thì đương nhiên là bà sẽ kèm mẹ, kèm em gái rồi các thứ rồi ai cũng biết hết. Sau này em về thì mẹ cũng hỏi luôn. Mà lúc đấy thì kiểu em vẫn còn hơi sợ sợ ấy. Em sợ nhất là mẹ buồn. Em về xong rồi mẹ cũng buồn, mẹ cũng khóc. Mẹ cũng bảo là ráng kiểu quen bạn gái cho mẹ đi. Nhưng mà nói thẳng luôn là thôi con là vậy thôi. Mà nếu mà mẹ chấp nhận được thì ok. Mẹ cũng từ từ chấp nhận. Mà em được một cái là gia đình rất là thương em. Bà mua cái quyển sách của Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres thì cũng là một người LGBT khá là nổi tiếng bên Mỹ. Xong rồi bà ngoại cũng có tìm hiểu về thủ tin và các thứ. Là nếu mà em muốn có cháu sau này thì sẽ thế nào. Bây giờ gia đình ok hết. Sau khi em come out thì cái cuộc sống của em nó thay đổi gì nhiều không Luân? Ban đầu em nghĩ là không thay đổi nhiều. Tại vì em sao thì đó là em vậy mà. Em không bao giờ em gồng lên, không bao giờ em sống giả. Nhưng mà có thể là em tự do hơn. Em cảm thấy thoải mái hơn, yêu đời hơn. Rồi mấy cô bạn gái cũ của em như thế nào nhỉ? Cái cô gái mà em hôn thì cũng có liên lạc với em. Ông bà em ban đầu thì kêu là ui kỳ nhà em có thấy anh giống về đây đâu. Sau khi thời gian thì nhỏ đấy cũng ok mà. Bây giờ cứ làm bạn với nhau mà. Làm chị em. Bạn ấy cũng cưới chồng rồi. Bây giờ lâu lâu cũng gọi hỏi thăm em, cũng tâm sự chồng. Con thì cũng vui. Em vẫn còn nhớ cái kỷ niệm đầu tiên khi em sang Việt Nam là như nào? Thật ra là cái ngày đầu tiên mà em về Việt Nam thì em mới về em không biết gì hết. Em có một bạn bên Mỹ thì bạn này mới mua chung cư bên này. Bạn ấy bảo là em mở chung cư chị đi. Rất là trung tâm em ở Bình Tân thôi. Rất là trung tâm. Để em không biết chạy xe máy không biết gì hết. Em mới về. Tôi xuống sân bay mà đi lên taxi để đi vào Bình Tân em sẽ xa thế. Tới nhà mà em nhớ là hồi đấy thì kiểu Bình Tân xa mà trung xa tâm xa lắm gì? Mà nghe chợ bờ hôm nữa cơ. Mà bởi 8 năm về trước không có phát triển như bây giờ đâu. Em lên đấy xong rồi bạn em thả em đi. Mà lúc đấy thì kiểu tiếng Việt em có thể kém. Xuống dưới lầu thì có mấy nhỏ mà bán tạp hóa. Em mua đồ để trưng nhà đúng không? Em nhớ là em đang muốn mua cái băng cá nhân. Mấy bà chị ơi, chị em mua băng vệ sinh. Chị em mua băng vệ sinh. Cũng có nhiều cái kiểu em nói lộn mà nói sai á. Nhưng mà nói chung là dân ở đây dễ thương mà cũng giúp em nhiều á. Về Việt Nam em có quen ai không? Em có yêu ai không? Nếu mà nói về yêu chính thì em tính là hai thôi.
Tại cái bạn đầu tiên với là một bạn là em quên tính, 5 năm. Tính tổng cộng là nhiêu? Rải rác thì rác mà em không được ngón tay đâu chị ơi, nhưng mà có vậy hả? Là 10 ngón tay đếm không được luôn hả? Thì ngón tay không chân không được đâu. Đếm xuống chân. Chân không đủ nữa. Anh thì em yêu ở dưới miền Tây. Anh này cũng kiểu chiều em xong rồi chở em đi chơi, đi bơi được các thứ. Quen được lâu không cưng? Quen được mấy tháng xong rồi anh ấy bảo là thôi đi về quê anh chơi đi. Em tưởng là em về ra mắt mẹ, mà ra là em về em ra mắt cô vợ. Anh ấy có vợ có con luôn mà giấu em. Xong rồi xuống bảo là đây là bạn của anh bên Sài Gòn về. Ôi trời ơi cái gì đây trời. Xong rồi anh ấy bảo là thôi em cứ im lặng đi nha. Ở Sài Gòn là Sài Gòn, ở đây nha. Mà ông không nói trước cho em biết hả? Không nói trước cho em luôn, em về em bất ngờ luôn. Tụi nó ra mắt mẹ mà. Có mẹ thật nhưng mà có vợ luôn. Có mẹ thật nhưng mà có vợ luôn. Em ở được 2 ngày. Em khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi em tự bút xe em tự về luôn. Nhưng mà cho chị hỏi là ở 2 ngày nhưng mà tối ông có ngủ với em không? Hay là ngủ với vợ? Kỳ lạ lắm, ngủ với em. Bà vợ là luôn ngủ mình nó buồn. À, bà vợ là không biết gì hết. Là nghĩ hai người bạn trai. Bà vợ không biết gì hết, tưởng là con trai mà ngủ với con trai không hiểu luôn. Và bây giờ bạn đấy thì bà vợ bây giờ cũng có bạn trai Sài Gòn rồi. Bỏ vợ rồi hả? Ừ, come out luôn rồi đấy. À, bạn đó LGBT luôn. Ừ, coi như là em là giúp bạn đấy come out thôi, chứ thật ra thì... Bạn ấy đã là như vậy rồi. Ừ, đã là như vậy mà. Thì gay mà, thì yêu em mà. Lúc yêu em thì em có phát hiện là cũng yêu 2-3 thằng khác nữa. Cái người em yêu thứ ba là cái người em yêu lâu dài nhất, 4 năm. Mà bạn này em cưới, em bỏ bạn đi Mỹ luôn. Ôi, là đó. Cưới được bao nhiêu năm mà cưng? Em cưới được 1 năm, xong ly hôn. Ly hôn hả? Là ly hôn ở bên, bây giờ bạn ấy vẫn ở bên là Mỹ. Bảo lãnh ở bên Mỹ rồi mới ly hôn hay sao? Đúng rồi, hai em quen nhau ở đây thì yêu xa. Thì vì em bên Mỹ là bạn ấy ở đây. Và bạn ấy quê nữa, có tình cảm thật. Sau cái thời gian mình làm thủ tục đi Mỹ thì cũng khá là stress cho hai người. Thì sau cái thời gian đấy thì kiểu cãi lộn rất là nhiều ấy. Vẫn làm giấy tờ cho bạn kia đi Mỹ. Xong rồi bạn kia vẫn đi. Nhưng mà lúc mà hai người ở chung nhà bên Mỹ thì cảm thấy nó nhiều cái mâu thuẫn với nhau không có hay. Xong rồi ly hôn. Rồi bây giờ là em đang độc thân. Bây giờ em đang độc thân thôi. Không có tính bước thêm bước nữa hả? Em chưa gặp ai cảm thấy phù hợp thôi, chứ thật ra thì đi thôi. Tại vì em gặp rồi đó, tại vì em không để ý đó. Chắc là bữa giờ em mới về hồi tháng 11 em cũng tập trung công việc á. Ừ. Nè. Bây giờ công việc của em ở Việt Nam luôn. Ừ. À, em chị cũng đang nghe. Bây giờ công việc của em ở Việt Nam vẫn là đi dạy anh văn. Và em vẫn chị đi dạy. Đi. Cái mùa dịch em hơi bớt dạy tí xíu thôi chứ. À. Em vẫn đi dạy bình thường. Và em có đi dạy, em có làm kiểu em dạy kèm ấy. Ừ. Bây giờ em vẫn đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Vâng, em cũng đi đi về về. Ở Việt Nam em có nhiều người bạn thân không? Em có cũng một nhóm bạn tầm 3-4 người thôi. À. Em là em thích chơi kiểu chất lượng hơn là số lượng á. Như bạn để bè thì nhiều. Ừ. Bạn để thân thiết thì 2-3 người thôi nó vui hơn. Dạ. Và hôm nay em cũng có mời một bạn đến để tham gia. Là bạn thân của em hả? Dạ, bạn thân nhất của em. Thế bây giờ mời người bạn thân của Luân ra đi. Dạ, ok. Xin mời em. Cảm ơn em. Em chào chị Chi, chào anh Tuân và khán giả của chương trình Come Out. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em nha. Em tên là Lễ, hiện tại thì em đang có kinh doanh riêng trong lĩnh vực Anh ngữ và cũng đang làm kênh YouTube cho cả hai đứa. Em là bạn thân của Luân. Hai bạn chơi nhau được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Tụi em chơi được tầm 1.5 năm rồi, gần 2 năm rồi. Yeah. Làm sao hai bạn gặp được nhau? Hai bạn tại về Blue tìm hiểu kỹ nhau xong rồi gặp nhau, nhưng mà ra là làm chị em luôn. Lúc đầu là thích nhau. Lúc đầu là thích nhau xong rồi gặp nhau cảm thấy thôi thích làm chị em đi, vui chị hơn. Em hợp hơn. Chị em hợp hơn. Nó bền hơn. Mà lúc đầu có gì chưa mà làm chị em. Đúng anh có một câu hỏi nhá, có nghĩa là khi mình thích nhau rồi á, mình đâu có nghĩ tới chuyện là mình phải làm chị em mình mới bền được. Có nghĩa là thích thì mình phải tiến thì, tới. Thì đúng rồi, nhưng mà kiểu như là cái cảm xúc nó không có ở đó, kiểu như cái cảm xúc đấy không có. Coi như là hai bạn này gặp nhau, thích nhau rồi hẹn gặp nhau. Nhưng mà khi hẹn gặp nhau rồi thì lại cái cảm xúc nó không có nhiều. Em nghĩ là cảm xúc nó khác, nghĩa là không phải là tụi em không đủ để yêu nhau. Luân á thì nó biết tiếng Việt, còn em á thì nói chung là cũng hướng về bên Tây, nói tiếng Anh rất là nhiều. Cho nên là nó làm bạn tốt hơn là làm người yêu. Ví dụ như nó có 20 người yêu đi thì nó cũng sẽ bước qua đời nhau mà không bao giờ gặp nhau đúng được rồi. Đúng không? Cho nên là em nghĩ là lúc đó thì em xác định luôn làm bạn nha Luân. Nhưng mà lúc đầu là hai người gặp nhau có cái gì chưa? Có cái gì rồi mới làm bạn? Tôi đang thích nhau mà. Ý là hỏi là hửi mùi nhau chưa hả? Đúng. Em cũng có hửi mùi nhau rồi. Đúng rồi, sao mới bước qua đời nhau đúng không? Xương xương. Sao mày ói? Sao mày chưa? Kiểu như là chị đỡ tóc em ói, sao mà em đỡ tóc chị lại kiểu đấy. À coi như là xương xương nhưng mà cảm thấy là không có hợp. Rồi bước qua đời nhau luôn. Em nghĩ là cái giới gay mình hơi vậy mà. Cái giới gay mình thường là gặp nhau cũng lúc nào cũng kiểu tỏ tình nhau chút xíu xong rồi làm bạn sau. Khi mà em chơi với Luân một thời gian đó, ở Luân có cái điều gì mà em bảo là
mình chỉ có thể là bạn thôi, có nghĩa là dừng lại ở bạn thân thôi. Thì nói chung là cũng có rất là nhiều lý do. Và em cũng biết là Luân như chưa sẵn sàng để có một cái mối quan hệ nữa. Tại vì lúc đó thì Luân có bạn chồng ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ. Đúng rồi, tại vì khi mà gặp Luân là Luân cũng mời em qua Mỹ và em ở chung với lại hai bạn. Thì hai bạn quýt lộn với nhau và coi như là cãi vã suốt ngày. Thì em cũng kiếm luôn. Em qua Mỹ rồi nữa hả? Dạ, lúc đó thì em đi Hawaii luôn. Là lúc đó là Luân mời em qua bên đó chơi. Nói ơi lễ mình qua Hawaii chơi đi. Thì lúc đó em có cái visa, tại em cũng đi Mỹ nhiều. Thì cho nên là em có cái visa sẵn luôn. Cái em book vé máy bay đi luôn. Cái vé máy bay của em book lộn tên nữa là em không được lên máy bay. Ngày em lên sân bay em bị ở lại sân bay và sân bay không cho em đi. Tại vì sao book lộn tên vậy? Tại vì tên của em thiếu cái middle name là cái tên lót. Cái tên lót người ta không cho em lên. Xong rồi Luân mới gọi, mới chửi em, nói thôi tao không đi nữa đâu. Mày ở bển đi. Cái nó nói thôi bây giờ mày khùng hả, tao nghĩ làm tao bút vé. Lúc đó em cảm nhận luôn là một người bạn thực sự. Tại vì nếu mà nó nói ồ vậy thôi mày ở nhà luôn đi, thì nó mình sẽ nghĩ là ồ vậy là bạn này không phải là bạn thật, nó chỉ mời mình qua bển, nó không có quý mình. Nhưng mà lúc đó Luân nghĩ làm và Luân bút vé lại cho em, và ngay tại sân bay là em có vé máy bay mới để em bay qua bên Mỹ luôn. Cho nên là em cảm nhận là Luân là một người rất là thực sự là quý em. Lúc mà em bay qua bên đó thì em ở chung với là hai bạn, mà em cảm thấy là Luân đang ở trong một cái mối quan hệ mà nó không được là bền vững và nó rất là độc hại á. Hai bạn là người tốt, tại vì bạn kia thì em cũng thân và bạn Luân thì em cũng thân, nhưng mà ở chung với nhau thì không tốt, không làm cho nhau tốt hơn mỗi ngày á chị. Thực ra thì em với Luân cũng không khác gì, nếu mà nói về một cặp thì cãi nhau suốt ngày, không à. Chửi qua chửi lại, lúc thì thương nhau khóc luôn, cãi xong uống rượu bia vô xong rồi coi như là chửi qua chửi lại xong hồi lát khóc, nó nói là lúc mà tao qua đây tao không có ai hết, mày vậy mày đối xử với tao như vậy, thì lúc đó em cũng nhìn lại bản thân mình và nó cũng nhìn lại bản thân mình. Được một cái á, là hai đứa em rất là biết gọi là lắng nghe nhau. Ví dụ như chồng của nó và nó uống lộn là hai thằng coi như nói không, nhưng mà đối với em với nó thì em cũng biết văn hóa phương Tây á, nó rất là open, nó rất là cởi mở, và nếu mà cảm xúc của bạn như thế nào thì bạn không được giấu. Cho nên á là tụi em thường sẽ nói tao thấy mày như vậy là không được, mà lúc đó toàn là nói tiếng Anh không nói tiếng Việt. Lúc mà tụi em chửi nhau là nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh là cho chị nghe vài câu coi. Thôi không. Nói đi. Không phải biết sao không? Bạn nếu mà bạn này chuyển sang tiếng Anh á, nó bóng lộ lắm. Rồi con này mới bóng lộ. Nó bóng lộ lắm, nó tiếng Anh bóng lộ luôn á, nó là girly hơn em. Nó thử chị nghe coi con có lộ không? Chị làm trọng tài. Ok. Nói đi, nói chuyện bình thường thôi, coi thử coi. Okay, let's hear you speak English. So, I'm very uncomfortable when you talk to me, and you know like when I talk to other people, you always jump into my mouth. Nó nói chuyện bình thường, nó có gì đâu lộn. Trời ơi, chứ bình thường mà. Chị xuất sắc lắm, chị xuất sắc lắm. Sợ chị lắm. Xuất sắc cái tôi chửi em, không nó chửi em không hả? Em hiền lắm. Em hiền nó đang hiếp em không à? Nhưng mà một cái nữa mà hai em, dương, hai em quý luôn á là nó làm cái gì đã làm hết mình. Nó giúp ai là giúp hết mình, nó giúp em là giúp hết mình. Ví dụ khi mà nó về Việt Nam thì em set up một cái trung tâm Anh ngữ mới và em làm lớp học mới, thì nó là người mà đi chọn giấy dán tường rồi trải thảm rồi nó làm hết cho em luôn. Lúc đó cãi nhau tiếp, nó đuổi em khỏi phòng luôn, tao làm một mình tao. Vậy là em cũng dạy tiếng Anh đó hả? Dạ, em có trung tâm luôn. Là hai bạn đều dạy chung. Em giúp Luân qua đây xong rồi Luân cũng dạy chung em một thời gian, sau đó thì Luân muốn mà có một cái kinh doanh riêng cho mình luôn, cho nên là Luân bây giờ cũng đã mở lớp và dạy rồi chị. Nói chung là tụi em cũng lo hợp tác với nhau, thí dụ như là cần là một cái clip về tiếng Anh thì cũng hợp tác với nhau, cũng quay chung. Đó, tụi em đang hai đứa có một cái kênh YouTube riêng, mỗi đứa một kênh YouTube riêng, nó là Luân chó sủa, còn em là khá tiếng Anh. Thì định hướng của nó là giống như là làm hề, làm con bóng hề, còn em thì là chỉnh chu hơn và làm về những cái clip về dạy học tiếng con này Anh. Chuyên về chửi những người mà nghệ sĩ mà nói tiếng Anh á, khá là nổi tiếng mà cũng có một cái biệt danh là Diva Diamond, nhưng mà em thì thường gọi là Diamond Princess, như cái chiếc tàu bị corona đó. Nó đúng rồi, đây là Diamond Princess đây. Nó cứ chọc em. Thật ra thì tụi em giỡn với nhau rất là vui, không có giận gì nhau hết, nhưng mà có những cái vấn đề tụi em luôn luôn nói chuyện với nhau rất là thẳng tính. Có bao giờ người yêu của em phải ghen với Luân không? Em nghĩ là cũng có đó, tại vì hai bạn quá thân nhau. Quá thân. Cái lần đầu tiên mà nó dắt bạn trai hay bạn gái không biết gọi sao luôn á, chắc bạn gái quá. Bạn gái đi vậy ra mắt mẹ. Lúc đó em đi chung và em với mẹ của bạn này cũng khá là thân á, chỉ giận với nhau rất là nhiều á. Em con luôn, mẹ của nó luôn, mẹ con luôn. Chương trình này chị thấy là lạng hoạng, mà mốt là trâu về phố là thôi đi. Chị ơi, mình dừng ở đây không được. Không phải của em. Thì kiểu như là em rất là thân với mẹ bạn này đúng không? Thì em về cũng xưng mẹ con này nọ các thứ, thì em cũng nghĩ là bạn gái của bạn này hơi ghen một tí. Em xưng mẹ của bạn này là trước khi bạn này có người yêu mà. Đúng rồi. Nên cũng đâu có nói gì được. Thì đúng rồi. Xưng mẹ là không phải là vì là người yêu, mà xưng mẹ là vì là thương thôi. Thương mẹ thôi. Đúng rồi.
Mấy bạn đó rất là dễ thương, làm hiệu trưởng của trường học cũng khá là dễ thương. Mấy bạn này hay gọi em thường xuyên hỏi là sau này con sao rồi, rồi con ăn uống như thế nào, rồi công việc như thế nào. Tại vì mẹ của bạn cũng biết là em ở đây một mình á. Mẹ cũng kêu là nếu mà con có khó khăn gì cứ gọi mẹ đi. Bây giờ Luân đang độc thân nên anh có thể hỏi về tật xấu của Luân không, để cho có thể cảnh báo cho mọi người đó. Ai mà đang để ý Luân á thì họ có một cái kiến thức nhất định. Tật xấu thứ nhất nha, mọi người thấy rồi, nói rất là nhiều, không bao giờ ngừng nói. Em nằm kế nó mà em không ngủ được, mà em giống như là ở chung với nó là ở bên Hawaii rồi cũng một tháng, xong rồi về đây thì em cho nó ở nhà em đuổi nó ra khỏi nhà sau một tháng vì nó nói quá nhiều. Tối ngủ nó cũng nói, nó không có cho ai ngủ hết. Nó là một giường nha, em một giường, mà nó nói riết, nó nói mà đến nỗi mà giống như là em đeo tai nghe mà em không cần nghe nữa mà vẫn nói. Mà nói về chuyện gì mà sao nói hoài vậy, thích nói chuyện tâm sự rất hả? Là nhiều chuyện, gọi là nhiều ý tưởng đó. Và nó luôn luôn nói ra để cho nó bớt bị lo âu. Nó có một cái tật như vậy, cái này, cái chứng lo âu em có thể thấy được ở luôn nữa. Coi như là hay nói nhiều thôi đúng không? Nói nhiều lắm. Cái này cũng bình thường mà. Sao anh hỏi vậy anh? Sao anh hỏi thật xấu của em anh quan tâm lắm anh à? Để đúng hả? Rồi. Anh để ý của anh. Đó, trời ơi, em thấy em không thấy. Anh hỏi lại thật xấu của anh là gì anh? Chị thấy từ lúc đầu rồi. Lễ có biết về cái chuyện tình cảm của Luân, về những cái gì nó không kể em nghe hết. Coi như nó gặp ai mà nó thích là nó nói trời tao thích bạn này quá, giờ sao tao lo lắng là nó sẽ giống cái mối quan hệ cũ của tao, nó sẽ đổ vỡ này nọ, cũng như là nó cũng chưa có vượt qua được cái tâm lý khi mà nó đổ vỡ cái mối quan hệ của bạn trước. Bây giờ nó gặp ai mà nó thích nó cũng sợ lắm, nó sợ bắt đầu rồi lại đổ vỡ. Em đừng có sợ nữa, tại vì tình yêu em kêu hết lòng, nếu như cái tình duyên mình với bạn đó một năm hai năm hết thì thôi, mình lại đến với người khác. Nói chung là thời gian gần đây thì em cũng ráng, em cho phép, em cũng tin. Em đừng có lo xa mà. Nhiều nữa còn... tới đâu hay tới đó vui ngày nào mình hay ngày đó đi. Vâng cho nên mới có 20 thằng đó chị đó. Cái vấn đề với em là em mới tìm hiểu một ngày thôi, xong rồi em kêu bạn này nghe, xong rồi không thành, xong rồi kêu người khác, xong rồi bạn này ôi sao lắm trai thế. Không có sao đâu, cái đó là cái gì, mới quen tìm hiểu mà. Thì nói mới quen tìm hiểu thôi, nhưng tụi em cũng chửi nhau như vậy, nhưng tụi em vẫn luôn luôn chia sẻ với nhau. Biết là ô con này nó rất là phán xét, nghĩa là nó sẽ chửi mình nè, nó sẽ nói là mình hả lăng nhăng, rồi nó sẽ nói là mình, nhưng mà cái gì nó cũng nói em nghe hết. Hoặc là em có vấn đề gì về tình cảm với lại bồ của em mà nó phải chịu đựng. Thôi mày im đi, tao không muốn nghe mày nữa nói nữa, thằng đó là tao không bao giờ muốn nghe mày nói về cái thằng đó nữa. Nó chửi em riết nhưng mà em vẫn kể, nó kể em cũng chửi nhưng mà nó vẫn kể. Bởi vì hai bạn chơi thân với nhau đó, đúng rồi. Ở bên công ty của anh có một cái chương trình là hẹn ăn trưa đó, để làm mai được đó những cái người độc thân với nhau á, nên có gì Luân cứ đăng ký tham gia. Có sổ trái được trước không? Có danh sách để coi trước không? Có danh sách, nếu mà cộng tươi thì mới đăng ký tham gia. Còn nếu mà không tươi thì lưu cung à. Cái gu em làm thích làm sai cái gu của em á. Em không có gu. Không có gu là coi sao? Như là ăn tạp luôn em ăn tạp chị ơi. Coi như là nó top không boss cái... sen rồi hả? Quẹo lên quẹo xuống. Biết là thí dụ như top boss sen thì ok, nhưng mà làm thích mình thích cái đối tượng như thế nào? Đẹp một tí, có bề ngoài, biết nói chuyện. Không, cái này tao thấy là mày xấu mày cũng quốc luôn. Thì cái gu em lạ đó, em thích mắt hí, kiểu em thích trai nhìn giống Việt Nam, không thích kiểu Tây. Gu của nó là phải châu Á rặt. Châu Á vậy? Rặt ra chị, rặt luôn á. Em không kêu phải là hả kiểu mũi tẹt đen xì đâu, nhưng mà em vào vậy ok không? Thì đẹp trai mà cái quảng cáo người ta hoài, người ta mắc cỡ kìa. Không, nhưng ý chỉ hỏi là nếu gu cả em thì vậy ok không? Nó cũng được. Thấy không? Tươi. Trời ơi, cho mắc cỡ kìa đó, thấy không? Luôn phải nói nó cũng khó nha. Ờ, em khó tính lắm. Tại vì nó là kiểu giống như top sinh lý mà bó tâm hồn. Sang. Là có nghĩa là khi mà quan hệ tình dục thì thích làm top, nhưng mà ở trong top cái sinh lý mà bó tâm hồn. Yeah, trong quan hệ tình dục thích làm top nhưng mà cái tính tình thì mềm yếu và mỏng manh. Không phải, đối với em thì top boss gì chẳng quan tâm, em làm cái gì cũng được. Đây, cái này hơi bị khó. Cái này mình hoàn cả cái chìa khóa mà để có thể mà khớp là rất là khó. Khó nha Cương, cái chìa khóa này là phải mặc bằng vàng đó. Không, thật ra đối với em thì miễn có tình cảm thì em yêu được. Em không luôn có... rất là tình cảm. Nó là có tình cảm là em yêu được. Mà cái chuyện mà hả tình dục gì đó thì tính sao? Thế thì định hướng tương lai của Luân ở Việt Nam là gì? Chắc là em định hướng là sau này em, tại vì em có nhiều cái năng lượng tích cực á, em muốn tận dụng nó, thì chắc em muốn tập về diễn, về kịch rồi các thứ, rồi hát ho này nọ thì em cũng thích. Kiểu nếu như nó chỉ là một cái sở thích cũng được, mà nếu như mình đi tiến bộ đi sau được thì càng tốt thôi. Em cũng thích showbiz. Nhưng mà dự định của em thì trong tương lai như thế nào? Thì chắc là tham gia showbiz chút xíu, và cũng dạy tiếng Anh. Em mong muốn là trong tương lai gần đây thì chắc là tôi cũng tìm bồ, cũng vui. Đúng rồi, có người yêu là sẽ vui có hơn. Có người chia sẻ cuộc sống hơn thì vui hơn. Không còn phải cô đơn nữa. Yêu đời không hơn. Cần phải ôm gối ôm nữa, mà có người để ôm là đỡ hơn ha. Bạn này nói là em hơi nói quá nhiều, khi em có người yêu thì em tiết chế lại. Không, em nói thật á, em có người yêu ít nói. Em vậy đó, em nói chuyện bạn bè thì nhiều nhưng mà người yêu ít nói. Tao nghĩ không giống vậy đâu má. Không, tại mày lúc nào cũng nói. Một khi mà tôi lãng mạn thứ khác, một khi mà tôi giỡn thứ khác.
chứ sao bao nhiêu năm người ta cũng phải rút lại kinh nghiệm chứ cơ. Đúng rồi, trời ơi, người ta biết nhịn nhục chứ. Rồi, thay mặt chương trình thì chị chúc em sắp tới em sẽ bước qua lĩnh vực bên nghệ thuật sẽ thành công. Và chúc em gặp nhiều may mắn. Và chúc em sẽ sớm tìm được một người yêu, và người đó sẽ sống với em lâu dài, trăm năm hạnh phúc nha. Cảm ơn chị.